Thưa thầy, thưa tất cả bạn, nay em sẽ giới thiệu về em sẽ trình bày về cái ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL sử dụng phần mềm HCVI HDL để mô phỏng phiên bản 7.2. Ở cái thư mục trên này là những cái mà chúng ta đã từng thiết kế ra, còn đối với một bản thiết kế mới thì chúng ta tích vào bên dưới. Ok. Chúng ta sẽ chọn thư mục cho bản thiết kế của chúng ta. Đây là em chọn một bài tập. Đây là đặt tên là bài tập 1. Bài 1. Ok. Chúng ta sẽ click vào một cái file design mới, tạo một cái file design mới. Next. Ta viết lại tên thôi. Finish. Thì ngay khi sau dạo file thì nó sẽ tạo ra một cái thư viện mặc định. Chúng ta đúp chuột vào thì chúng ta sẽ thấy các cái thư viện mặc định của nó sẽ có sẵn ở đây. Cái thứ nhất này sẽ là add một cái phần add thêm thư viện. Còn đây là add những cái file mình sẽ viết vào, chúng ta sẽ đúp chuột vào. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Ở đây có thứ nhất là phần viết mã nguồn cho cái phần mô phỏng để thiết kế phần cứng của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần gõ tên cái file mã nguồn này. Giả sử cái đây em gọi là code. Ok. Thì ngay lập tức nó sẽ ra một cái file mã code ở đây, và nó đang có một cái dấu hỏi chấm là chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết một đoạn chương trình. Ở đây sẽ là viết một lập trình một cái mạch giải mã hai đường vào và bốn đường ra với tích cực là mức cao. Đầu tiên là khai báo thư viện đầu tiên là library. Nó sẽ khác ra những từ khóa mình cần. Thư viện của mình là IEE chấm phẩy, mỗi câu lệnh đều có chấm phẩy. User IEE chấm std logic thư viện 1164 chấm all user i.std logic logic as aris chấm on user chấm std logic tiếp theo là unsigned chấm on. Sau khi khai báo phần thư viện và các cái chúng ta cần sử dụng thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái phần entity, phần khai báo chân cho con IC mình cần tạo ra là phần NCT. IC của chúng ta thì chúng ta viết tên vào đây là giải mã hai đầu vào bốn đầu ra chấm phẩy nó là user là các cái port mở ngoặc các port input các port đầu vào là i nó là đầu vào là in in các cái chân std logic std logic vector ở đây có hai đầu vào cho nên cái chân đầu vào của nó là sẽ nằm từ 1 down to 0 hai đầu vào
chấm phẩy. Các cái đầu ra là Q. Mình khai báo nó là các đầu output std logic vector. Vì bốn đầu ra cho nên ta khai báo là từ 3 down to V2. Đấy sai rồi. 2 V0 chấm phẩy. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần khai báo này bằng câu lệnh là end, kết thúc end cái phần giải mã. Hai đầu vào bốn đầu ra. Bây giờ là đến phần, đây là phần mô tả cái các cái chân. Sau đấy bây giờ mình sẽ viết cái phần nguyên tắc nguyên lý hoạt động của nó. Đây là phần architecture. architecture của cái behavioral của cái mạch giải mã. Hai đầu vào và bốn đầu ra nó là begin process đây là process các cái đầu vào i. Bắt đầu begin bao gồm mình sử dụng cái cấu trúc lựa chọn. Đây là cấu trúc các cái đầu vào i bao gồm chọn when khi mà cái đầu vào nó là hai đầu vào là 00 thì đầu ra của mình là Q nhận giá trị bit là 0001 chấm phẩy. Mình copy cái đoạn này và sửa lại thôi. V có bốn trạng thái, đấy là 0001 10 và 11. Mình giải mã theo kiểu bảng mã mình vẽ ra trước thì tích cực mức 1 cho nên sẽ là 10, số 1 sẽ chạy, tức là dịch số 1 đi. 10000 và cuối cùng là 10000. Kết thúc còn một cái trường hợp là khi mà ở cái trường hợp khác other thì nó là kết thúc không làm gì cả bằng null. Kết thúc cái end cái cách của mình end cái process và cuối cùng là kết thúc cái behavior. Sau khi gõ xong thì chúng ta có thể compile cái file này thôi. Thì nó báo ở đây là bị lỗi cái giải mã 2.4. Kết thúc end. Làm sao?
Giải mã cái tên thôi mà. À đúng rồi. Dịch lại xem. Đấy, nó báo chữ thành chữ V, nghĩa là đã ok. Sau khi mình lập trình này, bắt đầu mình thêm một cái phần là thiết kế các cái block. Thì tức là mình vẽ ra con IC của mình. Mình tích vào đây, mình chọn là ví dụ đặt tên đây là mạch đi. Thì ngay lập tức ở bên này nó sẽ ra một cái bảng cho mình vẽ ra con IC của mình vào, vật cứng của mình vào. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta quét ra khung trước. Ở đây có U. Sau đó mình chọn cái đầu ở cái biểu tượng đầu vào đầu ra, mình chọn là input terminal các đầu vào, và bên cạnh của nó là các output terminal các đầu ra. Đầu vào mình sẽ đặt ngay vào các chân đầu vào này. Đây có hai đầu vào và chọn các đầu ra. Để nhỏ lại một chút cho đẹp. Ok. Đấy, chúng ta sẽ quét cả. Chúng ta thay đổi thông tin của nó cũng được. Ví dụ ở đây là mạch giải mã 2, 4. Rồi, ok. Tác ra giải mã đây. Chúng ta sẽ add cái toolbox này vào. Chúng ta sẽ compiler nó ra. Is not không ở trên empty rồi. Chúng ta chọn vào biểu tượng hiển thị cái làn sóng, tức là bây giờ chúng ta hiển thị xem dạng sóng của nó ra như thế nào. Thì chúng ta kích vào cái biểu tượng dạng sóng bên này, waveform này. Ở bên waveform này thì chia làm hai phần chính. Đây là cái phần mà các cái chân của con IC của mình cần, cái con chân của cái mạch của mình ở bên này, và bên này là hiển thị các sóng đầu ra của nó. Thì đầu tiên là ta thêm các cái chân vào. Ở đây thêm chết rồi. Chúng ta nên build O nó trước, quên mất. Đi sai. Ở bên waveform này chúng ta sẽ tắt bớt các cái waveform này. Đây là chúng ta sẽ áp các cái chân đầu vào, áp cái chân đầu ra, nhưng mà sao không thấy các cái chân i1 i2 nhỉ? À đây. Là mày sẽ mà về. Sau phần waveform của chúng ta, đây ở trong cái đầu vào của mình sẽ có hai đầu vào và cái đầu quy ra, quy chung sẽ ba đầu ra. Nó sẽ cái y này nó sẽ hiển thị các cái số chung của hai cái chân này cộng lại. Tức là ví dụ như là 01 thì nó sẽ hiển thị là 1, bởi vì 10 thì nó sẽ hiển thị là 2. Ở đây để hiển thị thì ta chọn tích vào ba tất cả bọn này, Ctrl A cũng được.
chọn vào cái property ở dưới này. Chúng ta chọn nó hiển thị là cái dạng ô thế này cũng được, mà dạng cái dạng sóng bậc logic 01 cũng được. Chọn thế này cho dễ nhìn 01. Độ cao của cái ô này chúng ta chọn 25 cho nó dễ nhìn. Ok, cái ô nó sẽ to ra. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái đầu vào. Thiết lập hai thằng này. Đầu vào thì chúng ta chọn vào simulator này. Chúng ta tích vào một thằng. Chúng ta chọn nó là sync clock. Ví dụ cái thằng i1 đây là ở giá trị lớn hơn, cho nên là chúng ta chọn là tần số nó bé hơn, chọn 20 nano giây chẳng hạn, nó dễ quan sát. Bước nhảy của nó là từ 0 lên 1. Chúng ta có thể chọn ngược lại, tích vào này thì nó sẽ từ 1 về 0 trước. 20 nano giây tần số sẽ nó sẽ tính ra được luôn là 50 MHz. Sau đấy chúng ta tích vào, chúng ta ép line. Chúng ta chọn là thằng thứ hai, chúng ta lại cũng chọn là sung clock. Đầu vào mà mình đang thử nghiệm nó là sung clock thì chúng ta chọn tần số thằng này khoảng 10 nano giây thôi, 10 nano giây. Chúng ta apply nó xong clock thì nó sẽ báo luôn đấy là hai thằng này là sung clock, còn thằng này mình cũng chọn là sung clock. Apply. Rồi chúng ta sẽ cho nó chạy. Rồi các đầu ra thì kệ nó. Chúng ta sẽ play nó. Chúng ta kích vào cái bước nhảy run này, từng bước mốt một, nó sẽ hỏi xem là cái bước chạy đầu tiên của mình là hiển thị trong bao nhiêu giây. Thì giả sử hiển thị là 60 nano giây chẳng hạn, thì ngay lập tức là cái dạng sóng mà kết quả thu được sau 60 nano giây sẽ là như thế nào thì nó sẽ hiện ra này. Cái bên này không thấy số được. Đây. Đây. Không phóng to được. Ở đây thì chúng ta thấy cái bit không hai cái đầu vào thay đổi là 0010 0001 1011 đúng không ạ? Thì cái đầu ra tương ứng nó giải mã ra được sẽ là một cái hàng chúng ta thấy là 000 0001 0010 như vậy. Thì cứ tổng hợp hai bit này thì nó sẽ đưa ra cái chân y chỗ này. Chúng ta nhìn thấy là 000 được 0, còn 01 thì được 1, 10 được 2 như vậy. 11 thì được 3. Và đây là hết chu kỳ của chúng ta là sau 20 nano giây. Chúng ta có thể kéo cái thanh này hiển thị ra. Và chúng ta kéo đến đâu thì cái bảng ở cái bảng cột bên này nó sẽ hiển thị giá trị tương ứng tại cái thời điểm đó. Sự thay đổi của còn nếu chúng ta muốn hiển thị mà cái dạng sung clock bình thường thì chúng ta chỉ cần ta chọn hiển thị. Chúng ta chọn trong logic thì lập tức là nó sẽ hiển thị đúng theo kiểu lượng logic như chúng ta đã hay nhìn thường nhìn đấy. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra thấy là cái mạch của chúng ta là chạy đúng như cái bảng trạng thái mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể xem lại những cái bảng mà chúng ta thiết kế ở đây. Thư viện, mã, phần mạch, phần hiển thị sóng. Ở cột bên này thì chúng ta chọn vào file, chúng ta sẽ thấy những cái file chúng ta thiết kế bên này. Em tôi thấy là hết rồi.